Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2014. Bài pháp này là bài pháp số 15 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa tháng 4 tiếp hạn của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu cái bài phần đọc pháp hôm nay, sư xin đọc cái bài mà thầy giảng cũng đã rất lâu rồi, đó là cái thế ngồi như thế nào cũng quan trọng mà cái tâm của hành giả nó quan trọng. Tại vì có một vị thưa với thầy là ngồi nghiêng, thầy giải thích về cái điểm này. Một vị khác thưa với thầy là vấn đề hôn trầm. Nếu mà hôn trầm tới thì có thể dùng phóng dật để mình đối trị cái hôn trầm được không? Chứ phóng dật đây có nghĩa là mình sử dụng mọi cái phương tiện suy nghĩ để làm cho cái tâm mình thức dậy. Và một vị khác thì trình pháp và làm như muốn nói rằng là hình như là không phân biệt gì cái đời sống bên ngoài, không phân biệt nam nữ, không phân biệt vị này vị kia, không phân biệt ai được cái trời. Thì thầy nói là đừng cái chạy được tưởng, cái đó là sự sinh hoạt của tưởng. Tâm mình luôn luôn nó có sự phân biệt, nó biết người này người kia đó, nó suy nghĩ về thực tế đó, cái đừng chặn cái đó. Và có một bài pháp nói về vấn đề tâm dính mắt. Tâm dính mắt là một đồ vật của mình. Nếu có thì giờ thì sẽ đọc hết cái mấy cái đó quý vị nghe ha. Bây giờ vị này nói là coi trang 82. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con duy trì chánh niệm, biết mình đang ngồi nhưng mà thấy tâm con không có yên. Ngồi thì duy trì chánh niệm, biết thấy mình đang ngồi nhưng mà thấy tâm không có yên. Muốn tâm yên, con đếm hơi thở trên ngón tay, thở vô thở ra không đếm một, thở vô thở ra không đếm hai, thì thấy tiếng tâm yên xuống. Thưa thầy, làm như vậy có được không? Bây giờ là thở vô thở ra tập đếm trên đầu ngón tay, thở vô thở ra đếm một, đếm hai, đếm ba, đếm bốn, đếm năm. Vì đây là một sư cô bên Bắc Kinh, cho nên thầy nói rằng là khi mình tụng kinh á, mình chuyên theo tiếng mõ tấp 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 thì nó cũng êm đềm. Ý thầy cũng nói đây là những cái phương tiện mà mình sử dụng để làm cho tâm yên. Thiền tư niệm xứ, thiền của chúng ta tập không có mục đích, không phải làm với tâm yên. Khi bạn muốn cái tâm yên là mình không có thái độ chân chánh. Vấn đề của hành giả là muốn tâm mình yên. Vậy cái việc trước tiên là nhớ phải thay đổi thái độ này. Vì khi mình muốn tâm chưa yên là không được rồi. Trong cái sự thực tập này mình muốn cái gì cũng được hết trơn. Bất cứ cái gì là xảy ra mình chỉ duy trì chánh niệm và quan sát là sao. Còn khi mình muốn cái này, mình muốn cái kia là phải có tâm tham ở trong. Có tâm tham ở trong thì thái độ nó không chân chánh được. Đừng mong tâm yên, bạn chỉ nhớ duy trì chánh niệm về những gì đang xảy ra. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là thức tâm yên, mà hành giả biết cái gì đang thực sự xảy ra trong giờ phút hiện tại. Đó là lý do tại sao mà thầy thường nhắc là mình phải sống trong hiện tại. Cái gì đang xảy ra bây giờ nó đều quan trọng. Tốt, xấu như thế nào không thành vấn đề. Nếu hành giả thấy cái gì đang xảy ra thì chúng ta rất là quan trọng. Vừa rồi có một vị hành giả bên nữ thưa với thầy là con ngồi thiền con thấy một cái trạng thái tâm nó buồn mà không biết lý do tại sao. Tâm một đằng, tâm nó buồn, bây giờ muốn không biết lý do tại sao, tại vì mình tóc tâm si hay là tại vì những dòng tư duy mà mình không thấy, nhưng mà cái vị này kêu không ra. Thì là thưa với thầy rằng là một đằng là có một cái tâm nó muốn tìm kiếm tại vì sao mà mình ngồi thiền mà có một cái trạng thái buồn như thế này. Rồi một cái tâm khác nó nói rằng là mình phải chấp nhận cái này. Những cái gì xảy ra, thầy nhắc nhở những cái gì xảy ra, mình phải chấp nhận và sống trong hiện tại. Thì bên đằng này, một đằng thì nói rằng phải chấp nhận, phải sống trong hiện tại. Còn một đằng khác, nó cứ muốn đi tìm, đi kiếm cái nguyên do tại sao mà tâm nó bị buồn. Buồn mà nó lấy cái tình trạng khổ nữa, chắc nó buồn không? Đó thì thầy chỉ nói một câu rằng, hãy nhìn cả hai tâm cùng một lượt. Một tâm, đó là cái tâm mà nó muốn tìm kiếm. Và cái tâm kia là cái tâm chấp nhận. Thật ra cái tâm tìm kiếm là mạnh hơn chấp nhận. Hai tâm nó đối khác nhau. Thì vì hành giả này chưa thầy, hai tâm đối khác nhau rất là mạnh. Thành ra nó càng lúc nó làm cho căng thẳng đi gặp thầy để nhờ thầy giải quyết. Thầy nói phiền não mà nó lên như vậy là rất là tốt, có sao đâu. Hỏi phiền não nó ùa lên giống như là dòng nước xoáy vậy. Thầy nói tốt quá, tốt quá. Xa xứng như vậy. Phiền não nó
nó thầy cho thầy vì đã thân với thầy vậy tiền đá mà tốt cái gì thầy nói nếu như mà tiền đá mà nó không có dịp mà để cho nó tuôn ra như vậy mình không bao giờ mình đạt đạo giác ngộ được. Và thì quý vị thấy cái sống trong hiện tại nó rất là quan trọng, bởi vì mình không sống trong hiện tại mình cứ mong cứ cầu kiếm chuyện gì sẽ để tâm của mình nó mới chấn động. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là biết tâm êm mà biết cái gì đang thực sự xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hành giả muốn biết cái gì đang tại xảy ra trong thân và trong tâm. Khi hành giả nhận ra tâm không yên lấy nhiều đủ rồi, cái đó là bạn đã thiền tập rồi đấy. Như vậy thì sư vị hành giả này thưa với thầy là con muốn tâm yên, bởi vì con thấy tâm con không yên, thầy mới thấy tâm không yên là đủ rồi. Thấy tâm không yên là mình hành thiền rồi đấy, cần chi phải làm cái gì nữa. Khi thấy tâm không yên tức là nhờ bạn có chánh niệm mới thấy điều này. Kinh nghiệm điều gì hãy để yên như thế, đừng có muốn thay đổi cho đúng ý của mình. Chấp nhận để yên cho mọi sự xảy ra theo tiến trình của chúng, và hành giả chỉ có một cái trách nhiệm duy nhất là duy trì chánh niệm. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con chánh niệm về những gì mình làm? Ví dụ như con chánh nước, chánh niệm khi uống nước, chánh niệm khi rửa tay, ăn cơm, nhưng không được nhiều, không được liên tục. Như vậy tại trong con không mạnh có phải không? Vì này làm mà không thấy chánh niệm mình nó không được liên tục. Cũng có ghi nhận đó nhưng mà thấy không có được liên tục thì có phải là tại cái tâm nó còn yếu, tâm không mạnh có phải không? Sư thầy trả lời đúng như thế. Đối với hành giả sơ cơ đây là cái chuyện thường tình. Muốn tâm chánh niệm cho liên tục không gián đoạn là chuyện rất khó. Rất khó làm lúc chúng ta mới tu. Chánh niệm có một chút rồi mất, có rồi mất, có rồi mất. Thì khi nào nó mất thì chúng ta duy trì chánh niệm trở lại. Cái đó là cái chuyện thực tình với bạn đã mới chủ niệm. Khi biết mình thất niệm tức là bạn tức thì có chánh niệm rồi đấy. Hãy kham nhẫn và đừng có mong sự thiền tập của mình luôn luôn tốt. Đó là cái tâm của mình đã đi hối hả. Nó muốn cho sự thiền tập mình cho tiến bộ cho tốt. Đôi khi nghe bạn trình pháp mình cũng muốn được như vậy. Rồi nó muốn để đi tìm, đi kiếm, rồi nó hỏi cho họ luôn, càng hỏi bao nhiêu, nó càng lãnh lụi nhiều. Trong cái thiền tứ niệm xứ này là bạn phải tham lẫn thật. Thật, cố gắng duy trì chánh niệm hoài thì mình thực tế cho mình hiểu biết. Mình đừng có so sánh kinh nghiệm của người khác, mình ở mình. Làm gì mình nhảy ra rồi, mình chịu nổi rồi. Tại vì anh chị em phải nhớ một điều là mỗi người nó có cái nhân duyên rất là lớn, chứ không phải là ai cũng giống ai được đâu. Cá nhân sư giúp. Và còn mấy năm sư biết có nhiều cái mà quý vị trình sư cũng không biết nữa. Cũng biết là quý vị mới tới một vài tháng mà có những cái kinh nghiệm quý vị sư hoàn toàn không biết. Không phải không biết nhưng mà chưa bao giờ chính cái nhân sư đã kinh nghiệm như vậy. Thành ra là mỗi người, mỗi nhân, mỗi duyên, người ta đã tu lâu rồi. Bây giờ người ta tới, người ta tu từng một vài ba tháng. Người ta kinh nghiệm, mình chưa tu, mình để sư tư mình làm thôi. Nắm cho phương pháp chuẩn này. Phương pháp chuẩn là sao? Bổn phận của hành giả là duy trì suy nghĩ cho đúng, bất cứ cái gì nó tới mình nhớ mình suy nghĩ cho đúng. Nhưng là nói rằng là không có ai trong hệ, nó chỉ có đối tượng và tâm biết chẳng hạn, không chấp tôi chấp ta là như thế. Mấy cái đó là sẽ thật suy nghĩ cho đúng, tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên đấy. Rồi duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Thì ông nói cái này là gọi là mình làm chuyện của mình đó. Có ba là chuyện mà hành giả phải làm, là mình làm chuyện của mình rồi mình ở trong cứu xứ của mình, rồi mình đi con đường của mình. Cái này chỉ đã có nói một lần rồi, chắc không có cần trả lời nữa. Nhưng mà cái thứ nhất làm chuyện của mình đó là mình nhớ suy nghĩ cho đúng, rồi mình duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Và khi biết mình thắc niệm là bạn tức thì có chánh niệm rồi đó, hãy tham nhẫn đi, đừng có mong sự thiền tập của mình luôn luôn tốt. Thưa thầy, lúc đầu những ngày mới tới con thấy không thích thiền, nhưng bây giờ lại con cảm thấy thích. Tại sao như vậy? Tại sao con biết là lúc đầu mình không thích, bây giờ thích không? Đây là bản chất tự nhiên của thiền tập. Khi bạn thiền tập một cách đều đặn thì duy trì chánh niệm liên tục thì đức tin nó phát sinh. Người hành thiền thấy thích thú, muốn tập hoài. Đây là bản chất của chánh niệm. Bất cứ ai là người lớn hay trẻ con, khi chánh niệm được duy trì liên tục, tâm có trớn và cứ muốn đàng hoàng, chánh niệm có trớn, chánh niệm trở nên mạnh và nó liên tục có thể thôi. Thì lúc đầu mình thiền thì mình không thích, nhưng bây giờ mình thích. Bây giờ mình thích là tại vì sao? Là tại vì nhờ cái sự duy trì chánh niệm nó đều đặn, nó liên tục á, thì tự nhiên nó có cái đức tin nó phát sinh.
Và qua cái lần nhiều lần nhiều vị truyền pháp và thưa với thầy rằng là khi mà duy trì chánh niệm á, làm cho cái tâm của mình nó năng lực, cái năng lực nó mạnh, cảm nó càng mạnh. Thì như có vị thưa với thầy nói rằng là rất là mệt mỏi, không muốn đi kinh hành nữa, nhưng mà cái tâm nó thúc cái việc đi, đi thông thả, rồi đi một lát tự nhiên thấy cái năng lực trong người nó lên và cảm thấy cái sự đi kinh hành nó rất là hứng thú, không có cái gì chướng ngại trơn. Mặc dù ngay từ lúc đầu nó tâm nó rất là khó khăn, nó làm biếng, nó không muốn đi kinh hành. Ông nói rằng đó là cái nguyên tắc của duy trì chánh niệm. Bản chất tự nhiên của thiền tập, khi bạn thiền tập một cách đều đặn, duy trì chánh niệm liên tục, thì đức tin phát sanh. Người hành thiền sẽ thấy thích thú và muốn hoàn toàn. Khi đức tin phát sanh là tự nhiên mình thấy, bộ hồi nãy sao nó mệt mỏi như thế này, nó tính bỏ đi về, không muốn tu, không muốn hành nữa, mà mình làm lát thì tự nhiên mình thấy có năng lực, cái năng lực trong người nó mạnh, cái năng lượng nó càng ngày nó càng tăng lên, làm cho mình thấy không có mệt mỏi nữa. Đó, thì là ông nói đó là cái nguyên tắc của sự thực tập đó. Đó là cái bản chất của sự thực tập là nó như vậy. Thưa thầy, lúc con đi kinh hành, cứ mỗi bước con nói Nam Mô A và bước khác là Di Đà Phật. Nam Mô A, Di Đà Phật. Làm như vậy có được không? Thế ở trong hội chúng của mình rất nhiều vị theo truyền thống Bắc Tông. Thành ra cái vấn đề mình niệm Phật, mình nói tới, mình nghe rất là nhiều lần. Ví dụ nhiều vị tới thưa với thầy rằng là lúc khi con ngồi thiền đó, con ngồi thiền kiểu thở phòng xét chẳng hạn, phòng xét mà trong này nó vẫn niệm Phật à. Thầy thì kêu nói không sao hết, để cái yên cho nó niệm Phật. Nếu mình biết cái tâm mình đang niệm Phật, ví dụ như là đó là đúng rồi, để yên cho nó niệm Phật không sao hết à. Nhưng mà với cái sự thực tập, càng lúc mình tập nhiều và mình hay biết rằng là có rất nhiều cảnh, có nhiều đối tượng, thì tự nhiên từ từ cái niệm Phật nó nhả. Niệm Phật nó trở thành là một đối tượng như tất cả các đối tượng khác, có vậy thôi. Và mình thấy không cần quan trọng cái niệm Phật, bất cứ đối tượng nào cũng được. Giờ trở lại câu hỏi, thưa thầy, lúc đi kinh hành con có thể niệm Nam Mô A và Di Đà Phật được không? Câu trả lời của thầy là nếu hành giả biết tâm mình đang niệm cùng một lúc với sự xúc chạm và cảm giác thì được. Nếu lúc mình đi kinh hành mình cảm nhận cái sự xúc chạm, mình cảm nhận cái bước đi này, mình thấy cảm giác này, nhưng mà đồng thời mình thấy tâm mình niệm nữa, nó cũng được, không sao cả. Biết tâm mình đang làm gì, cái đó là bạn thiền tập rồi đấy. Một đôi khi cho thiền sư, một đôi khi duy trì chánh niệm, con thấy tâm nhận ra nhiều đối tượng, nhưng lúc khác thì giống như tâm chơi, chẳng thèm để ý gì cả. Phải làm sao mà cho giữ tâm của con luôn luôn duy trì chánh niệm? Có những lúc con thấy tâm con nó chơi, giống như chơi vậy này, nó chẳng thèm để ý gì cả. Bây giờ phải làm cái gì để giúp tâm luôn luôn chánh niệm? Quý vị thấy trong cái câu thiền pháp luôn luôn phải làm cái gì ha? Còn đấy, thực tế trong cái sự thực tập này không làm gì hết, mà biết sống trong hiện tại. Chữ Mỹ nó có cái chữ là vui là làm ha, trong mấy có một cái chữ khác là yên là có mặt ngay tại chỗ, vào lúc ấy hiện hữu, vào lúc ấy có mặt, vào lúc ấy. Thì ông nói thường thường người ta vui không à, ta muốn làm cái gì không, mà ta quên rằng trong cái sự thực tập này là chỉ có mặt vào lúc đó thôi, đi in tức là có mặt vào lúc đó. Thật ra mình thấy trong chiêu qua những cái câu trình pháp, mình thấy cái thói quen của mình là muốn làm một cái gì ngay cái thiền tập cũng vậy, và rất nó từ từ đem tập thang hồi nào này. Một đôi khi con thấy tâm con như giống chơi, không thèm để ý gì chơi, thì sư trả lời nếu mà tâm thấy tâm đang chơi là đã chánh niệm rồi đó, mới biết tâm nơi là ham chơi chứ. Có những cái mà mình thấy của sao mình tu gì đâu, mà thật ra mình tu mình không để ý. Đã chánh niệm rồi đó mới biết tâm mình lơ là ham chơi. Tâm không phải lúc nào cũng muốn giữ chánh niệm, chỉ cần bạn nhận ra tâm mất chánh niệm rồi trở lại. Hoặc giả đặt câu hỏi tâm không muốn chánh niệm, vậy nó muốn cái gì? Hỏi nó xem coi thử làm sao. Vì này nói tâm nó chơi mà nó không muốn chánh niệm. Thầy sư nói bây giờ mình nhận ra tâm của mình ham chơi là được rồi này. Bây giờ nó không muốn chánh niệm thì bây giờ hỏi nó muốn cái gì? Dạ thưa thầy, nó muốn gì hết, nó làm biến, nó muốn gì hết trơn, vào chơi cái gì cũng không biết nữa, không biết. Làm biến là một trong pháp truyền cái, thì sư nói làm biến là một trong năm pháp truyền cái và cũng là đối tượng của sự quan sát nữa. Hãy thích thú quan sát tâm làm biến để thấy nó kéo dài bao lâu, phẩm chất của tâm làm biến thế nào, tốt hay xấu. Khi bạn nhận ra tâm mình làm biến, hãy quan sát tâm làm biến, thích thú quan sát tâm làm biến, thấy nó kéo dài được bao lâu,
Rồi khi mà cái tâm nó làm biến thì phẩm chất của nó, cái tâm của mình nó như thế nào, nó tốt hay xấu. Thưa thầy, thưa thầy, khi ngồi thiền thầy bắt đầu như thế nào, kết thúc thế nào? Thưa thầy, khi ngồi thiền thầy bắt đầu như thế nào, kết thúc thế nào? Thì sư trả lời, trước khi ngồi tôi đi kinh hành, tôi duy trì chánh niệm. Lúc ngồi tiếp tục duy trì chánh niệm, hoặc là có phải tâm đang biết gì. Nói lại, đọc lại chỗ này, trước khi ngồi tôi đi kinh hành, trong khi đi kinh hành tôi duy trì chánh niệm, và lúc ngồi sẽ tiếp tục duy trì chánh niệm, và nếu mà tâm nó chạy lang thang thì tôi đặt câu hỏi tâm đang biết gì. Thông thường người ta nhận hành giả trước khi ngồi phải sửa soạn cái thân như thế nào, cái ngồi cho ngay ngắn, rồi cái chân để thế nào, tay để thế nào, rồi cái miệng như thế nào, cái lưỡi như thế nào, làm cái gì đó cho thấy nhiều người đó. Cái lưỡi bật lên nắp họng rồi sao nó hỏi rồi hỏi đặt nó nhiều cách lắm. Đấy, bắt hành giả phải chuẩn bị một cái này trước, rồi bắt mới cho ngồi. Khi đi về bên Việt Nam thì cũng nhắc hành giả vậy, khi nó cái gì cái gì ngồi thì coi cái thân của mình có thư giãn không. Thì chứ nó chắc cũng cần đấy. Đôi khi mình cái thắt cái thân của mình nó có một cái thế đặc biệt của nó, vô mình ngồi lâu một thời gian thì nó thích đúng vào cái thế đó, tự nhiên thư giãn suốt giờ không có sao được, khỏi cần. Quan trọng là tâm hành giả phải thoải mái, quân bình, sẵn sàng để thiền, chứ không phải cách ngồi như thế ngồi. Vì vậy nhiều vị qua đây hỏi thầy vấn đề bán giả, kiết giả, thầy nói làm cái sao để tâm mình chánh niệm. Cái quan trọng nhất là tâm chánh niệm, chẳng phải cái thế ngồi. Thế ngồi cách sao ngồi cách sao không được. Đó, thật ra bây giờ có một bài mà một vị hành giả trình với thầy cái năm này nói về ngồi nghiêng. Con ngồi thiền hay nghiêng qua một bên, thấy nghiêng con sửa lại nhưng mà thân vẫn trở về vị trí cũ. Cái này cũng là một cái thói quen nữa, cái thân nó nghiêng qua một bên này. Rồi thần thiền sư hỏi hành giả có mở mắt ra thấy nghiêng hay chỉ cảm nhận thân nghiêng lúc nhắm mắt, có thấy chắc chắn là trong cái thân của mình nó nghiêng qua một bên không? Có mở mắt ra có thấy rõ ràng là thân đứng nghiêng không? Dạ, mở mắt thấy cây mùng của hành giả ngồi phía trước nó lệch qua một bên. Cái này thì đúng quá rồi ha. Thấy cây mùng nó nghiêng vậy nè. Thì thầy nói nếu nghiêng chút xíu thì không sao cả, đừng lý quá nhiều về chuyện phải ngồi cho ngay thẳng. Lý quá chuyện này làm cho tâm của chúng ta dao động không có thiền được. Trước khi mà cái vị này có là một hành giả bên nữ đó, nói rằng là con mở mắt ra thấy đúng là cây dân mùng của người phía trước đó, nó nghiêng vậy này, tức là tâm con phải nghiêng rồi. Ông nói bữa sau chắc cái cô kia để cái dân mùng nó thẳng chút, làm sao mà để nghiêng vậy, tức là học giả để thẳng để nghiêng lại thì cái cô nó thẳng chứ. Bây giờ cái đầu tôi nghiêng là cô phải để cái cây dân mùng của cô phải nghiêng như thế này nè. Ý ông nói không, đừng có lý ba cái chuyện này, nó nghiêng nó thẳng như thế nào không thành vấn đề. Ông giỡn, mà trong cái giỡn nó cũng có cái ý nghĩa trong. Có một vị hành giả ngồi thiền, người Miến Điện cũng ngồi bị lịch như vậy. Tôi hỏi sao cô ngồi mà người cứ nghiêng qua một bên như thế. Thì đi ngang, thiền sư đi ngang, khi đi ngang thấy cô người Miến Ma cô ngồi thanh nhiên. Mày hỏi cô sao cô ngồi mà cô có biết cô nghiêng không? Cô nghiêng cô lại qua một bên, cô có biết không? Tại sao như vậy? Nghe tôi hỏi thì cô đó rất là sợ, cho nên trong giờ ngồi thiền cứ kế chứ cứ chỉnh thế ngồi, nghiêng kéo lại, nghiêng kéo lại. Hôm nay được chiều thấy lát cô cứ làm vậy, kéo lại, cứ làm nghiêng có kéo lại, còn nghiêng kéo lại suốt cái giờ thiền vậy thôi. Làm cho tâm không được quân bình an ổn, tâm dao động như thế thì làm sao thiền tập được đây? Đây là cái này là thầy nhắc, thầy tưởng là nhắc một cách bình thường thôi, mà không ngờ nó tác động cái tâm của hành giả mạnh như vậy. Đó, thầy được rút kinh nghiệm. Trong khi mình dạy người ta đó thì thầy nói những cái này là mình chỉ hỏi qua thì họ có biết không thôi đó, mà không ngờ là làm cho hành giả tâm nó dao động được quá. Hành giả chỉ cần kiểm tra xem thế ngồi như thế nào, ngồi lại qua một bên làm cho mình mỏi thấy đau không. Cái vấn đề là đó, ví dụ chẳng hạn như khi mình ngồi mình thấy nghiêng, ngồi như vậy nó có đau không? Nếu mà nó không đau thì để yên cho nó, nếu không mỏi không đau thì cứ để yên không sao hết. Có thể xương sống của hành giả không thẳng nên thấy ngồi nó phải trụng theo như vậy thôi, nó không biết sao mà chữa được. Dạ thưa thầy, khi ngồi người nghiêng con thấy dễ chịu lắm, giữ thân thẳng thì tâm không thoải mái, vì vậy nó không thích ngồi cho ngay. Như vậy là trong này có tâm thích ngồi nghiêng rồi đó. Thưa thầy, con ngồi trên bàn con cũng có thói quen chống tay đầu nghiêng sang bên. Vì này thưa với thầy như vậy, thầy có cái thói quen ngồi trên bàn cũng chống tay nghiêng qua một bên. À, như vậy là do thói quen.
Thưa thầy, con nhớ thầy kể có một người yogi người Tiếp, một vận động viên về môn chạy bộ 100m không thể ngồi xếp bằng lưng thẳng lúc ngồi. Anh ông này là hồi trước là ông là một yogi. Ông từ Tiếp Hắc tới, có một năm nào tới đây cũng cao to lắm. Cho anh này đó là ngồi thiền á, là anh ngồi hai giỏ, anh xếp hai chân lại, để hai giỏ lên xếp lại. Chúng mình ngồi suy nghĩ cái đầu nó cụp xuống. Đó, ngồi thiền kiểu nó vậy không ạ? Thì lý do tại sao như vậy? Thì bởi vì tâm anh này nghĩ rằng ngồi thiền như mọi người, ngồi xếp bàn, bán già hay kiếp già lưng thẳng, thế là tâm thanh tịnh không có duy trì chánh niệm được. Cái anh này nói rằng là cái thế ngồi thông thường là ngồi bán già, ngồi kiếp già. Mà hễ mà ngồi bán già, kiếp già, bắt tôi ngồi kiểu đó sao tôi ngồi được, tâm tôi sẽ căng thẳng. Ngồi thiền như mọi người, xếp bàn, bán già hay kiếp già mà bắt lưng thẳng nữa, thế là tâm vị này căng thẳng không duy trì chánh niệm được. Ngồi bó gối, mở mắt nhìn xuống thì thấy tâm bình thường dễ chịu. Có một sư người Canada cũng vậy, ông ngồi giò này ông dở lên, tay ông chống này, ông ngồi giống giò mình nha. Ngồi vậy ngồi suốt giờ vậy đó nghe. Mà thầy cũng để ý ngay trong ngồi vậy. Khi ngồi giống giống cái bàn ngồi bán chè, ngồi yên chơi vậy nè. Cũng được, không sao hết, thầy này cũng thoải mái, cho ngồi chút yên. Có một lần khi nhớ, con lần đi vô phòng của thầy, rồi thầy nói về Bikuni á, người đại hàng á, biết thầy nói cái gì mà tiếng miếng mà nói qua nói lại cái chỉ cái ghế à, đã khai thẳng thắn do khó chịu quá trời do, rồi thấy cứ nói chuyện mà chỉ cái ghế à, cái sư hỏi cái bà bữa khác cái sư về nãy chị nói sư hỏi cho thầy nói bữa trước làm sao mà thầy ông thầy sư nói tôi ưa thiền nằm, tôi giữ làm cái sao mà cái thế ngồi của tôi phải thiệt yên nó cũng chịu. Thành ra biết nghi là biết cái đó, phải chêm cái gối phía nào vậy đó. Tại vì mình phục dịch cho thầy một thời gian lâu rồi, biết mình thầy có cái thói quen gì. Thành ra ngồi cái nghiêng phía nào, phải chêm sao sao rồi vậy đó. Tôi hỏi ngủ cho thầy muốn ngồi cho thầy êm chi? Ông nói khi mình ngồi thầy êm nó dễ ngủ lắm, lúc đó là tha hồ thiền mà không hay. Sự mà kiểu đó thì hai phút đặt sự khó một điều. Mà thấy thầy cũng dễ ngủ vậy lắm. Hồi nãy đi trên xe, mấy triệu qua mới chụp lại cái thầy rọp cái nào hay. Dễ ngủ quá chừng chừng nè. Và mình đã làm cái câu chuyện là gì đấy. Từ lâu cái người Tiếp Hắc này cứ bị người ta bắt buộc ngồi xếp bàn, mắt nhắm và lưng thẳng. Bên ngoài anh ta chấp nhận nhưng bên tâm, bên trong không có ưa. Qua đây nghe nơi thế tôi cho phép anh ngồi theo, thế là anh tập được tâm và anh thế là tâm anh giữ được quân bình và anh tập rất là tiến bộ. Có một cái chuyện ngồi trong một cái vị thế cũng khó khăn ha, mình không gặp một cái người mà giữ mình thì làm sao đây. Anh lại nói mấy năm trời rồi con tập thiền người ta cứ bắt ngồi xếp bàn rồi phải lưng thẳng rồi ngồi cho ngay ngắn rồi ngồi bán dài xếp dài cũng chịu được, tâm còn căng thẳng quá. Anh thiền được người ta bắt ngồi thì ngồi vậy thôi, nhưng mà lát là tâm nó căng thẳng rồi. Nhưng mà bây giờ qua bên này đó, thầy cho phép tôi ngồi theo ý của tôi ngồi thiền tôi thấy tốt quá. Những vị thấy cái thế ngồi cũng rất là quan trọng ha. Bây giờ cái câu hỏi liên quan tới vấn đề phóng dật, mình có thể dùng sự suy nghĩ để mình làm giảm cái tâm hung trọng không? Thưa thầy, con có thể dùng phóng dật để đối trị lúc cơn buồn ngủ đến hay không? Thầy sư trả lời, phóng dật là sao? Phóng dật có nghĩa là suy nghĩ bất cứ chuyện gì, trong đó có luôn cái chuyện tham sân, cho bất buồn ngủ là điều mình nên tránh. Nếu mà mình buồn ngủ quá, bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện gì đó thì làm cho cái tâm mình là hứng khởi lên và mình hết cái cơn buồn ngủ thì thầy sư nói cái chuyện này cái chuyện không nên làm, nên tránh. Hãy suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong hiện tại, suy nghĩ về sự thực tập và suy nghĩ về đối tượng. Thế nào là suy nghĩ về thực tập? Đó là kiểm tra lại xem có nhớ gì về lời hướng dẫn khuyên hành giả cách xử lý như thế nào khi không tập đi học. Suy nghĩ về sự thực tập là vậy, tức là mình nhớ lại quay thử là khi mà không tập tới thì phải suy nghĩ để cho tâm linh nó thích, thì suy nghĩ về cái chuyện đó. Học giả là mình suy nghĩ về đối tượng, nghĩa là bây giờ đối tượng là gì, tâm nhận biết bao nhiêu đối tượng, nhận biết rõ hay mờ đó, mình đặt câu hỏi cho mình rồi mình quan sát để mình coi chuyện sao. Sự tư duy này là tư duy chân chánh đúng đắn và bồi bổ cho pháp tắc. Đừng sử dụng phóng dật, tức là nghĩ đủ thứ chuyện để vượt qua phong trào. Phương cách này đi ngược lại với pháp quán tâm, vì suy nghĩ chuyện phiền não làm cho tâm của chúng ta dao động, không làm giảm bớt cái ô nhiễm trong tâm.
Việc đầu tiên lúc hôn trầm đến, đừng xem nó là vấn đề. Hôn trầm chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi nghĩ là vấn đề và hành giả có vượt qua bằng cách sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả những phương tiện khác. Chúng ta không muốn vượt qua, mà thái độ của hành giả là thích thú quan sát hay cố gắng nhận biết hôn trầm đang có mặt. Hành giả có thể mở mắt ra, ánh sáng sẽ giúp cho tâm mình thức dậy. Một cách khác để đối trị với hôn trầm là đừng chú vào một đối tượng mà quan sát nhiều đối tượng khác nhau, tâm bận rộn, tâm sẽ bất buồn ngủ. Đó là cái cách thức mà ông dạy cho mình đối trị với tâm với cái trường hợp hôn trầm tới. Ông nhắc mình đừng có muốn vượt qua cái gì hết. Thì khi mình muốn vượt qua tức là cái tâm của mình nó có cái tâm tham trọng là cái tự lực. Khi mà tâm tham nó tới thì cái lực tâm nó yếu, mà lực tâm nó yếu thì mình vô phương mình vượt qua cái hôn trầm. Mà mình nhớ không phải là vấn đề, nó là một cái hiện tượng tự nhiên rồi mình thích thú mình quan sát. Đây là một bài pháp một vị hành giả sinh năm 2006 cũng là trong cái nội dung tương tự như vậy. Con ngồi thiền hơi thở trở nên nhẹ, vi tế, yên quá con chuyển sang nhiễm đụng. Nhưng mà nhiễm đụng rồi tâm vẫn cứ mù mờ hoài, không bắt rõ đối tượng. Con ở trên một tình trạng rất là tuyệt vọng, con ngồi thiền, hơi thở nó càng lúc nó càng nhẹ, càng lúc nó càng vi tế. Và khi mà hơi thở nó nhẹ, nó vi tế quá rồi thì con chuyển qua các nhiễm đụng để giúp cho cái tâm sáng lên. Nhưng mà tâm nó vẫn còn mù mờ và không bắt rõ được đối tượng. Thế là con suy nghĩ chuyện mà đã làm cho con sân hận bất bình từ trước, tâm khó chịu quá, bây giờ tâm trở nên quá rõ. Tức là thay vì là ngồi thiền đó, mà cô này cô làm đủ mọi cách mà không vượt qua được con trầm thì bây giờ cô ráng suy nghĩ cái chuyện mà cô gây lộn trên đầu trước rồi. Ai mà làm cho cô sân hận bực bội? Con nghĩ tới cái chuyện đau khổ, chuyện bực bội sân hận trong quá khứ rồi ở bên Phước Sơn gây với ai là không rồi đó. Nhớ cái chuyện đó mà cô suy nghĩ lại, cô phân tách chuyện này chuyện kia đó, úi càng lúc cô nổi sân, nổi sân cái nó thất luôn, thất buồn ngủ. Thưa thầy sư, con biết rằng suy nghĩ như vậy là không đúng, là tà tư duy, nhưng mà con có biết làm sao đâu cho tâm rõ. Con muốn cái tâm con nó rõ, là tâm con bây giờ nó mù mờ quá, nó không nghĩ tới cái chuyện sân hận cho nó rõ. Thầy sư trả lời, phải biết chấp nhận những gì đang xảy ra. Tâm rõ hay mờ không thành vấn đề, có chánh niệm hay không mới là điều quan trọng. Nếu mờ dần dã có thể quan sát những đối tượng rõ hơn như các điểm đường thì cô này cũng đã làm rồi nhưng mà không có được. Hãy nhớ cái sự thực tập thiền là giúp chúng ta thanh lọc tâm. Hãy nhớ tập sự thực tập thiền là giúp chúng ta thanh lọc tâm, làm cho bản phẩm chất của tâm có càng lúc càng thanh thiện. Hiểu vậy hành giả sẽ áp dụng phương cách thiền chứ không phải là bất thiện. Khi tâm mờ phải chấp nhận nó, đó là những gì đang có mặt trong hiện tại. Vấn đề nằm ở chỗ là hành giả, ở chỗ là muốn sửa hành giả. Vấn đề nằm ở chỗ là hành giả muốn sửa này, muốn thay đổi kinh nghiệm theo ý như ý mình. Tức là muốn cái tâm mình cho rõ. Đó thì quý vị thấy mình cũng muốn trong này nữa. Bây giờ hiện tại cái tâm mình nó mờ, đó, mình không chấp nhận tâm mờ, mình muốn cho tâm mình rõ. Bởi vì mình muốn, mình sửa theo đúng ý của mình, do đó là vấn đề. Biết đúng tức là biết tâm đang mờ, có thái độ chân chánh đó là chấp nhận những gì đang xảy ra rồi duy trì chánh niệm, duy trì sự quan sát, tâm sẽ tự tự sáng ra. Làm hoài như vậy hành giả sẽ tạo cho mình một thói quen rất tốt, đó là khi khó khăn đến mình chấp nhận, có thái độ chân chánh, không bực bội, không khó chịu, không xua đuổi, duy trì chánh niệm và chánh niệm sẽ được liên tục. Và bây giờ mình đã làm cái thói quen như hồi nãy tôi nói, mình làm chuyện của mình đó là mình suy nghĩ cho đúng, duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm liên tục, thì ông không lặp lại điều này nữa. Làm hoài như vậy hành giả tạo cho mình một cái thói quen tốt, đó là khi khó khăn tới mình chấp nhận, có thái độ chân chánh, tức là mình cho nó là chuyện tự nhiên, không xua đuổi, mình không bực bội, tức là suy nghĩ đúng, duy trì chánh niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm. Và sau khi mà thầy đã giảng như vậy rồi thì cô thiền sư này, cô thiền sinh này cô còn nói nữa: dạ thưa sư, con chỉ muốn tâm con rõ thôi mà, con chỉ muốn tâm rõ thôi. Càng muốn tâm càng mù mờ, càng bức xúc bực bội thì tâm sân đang có mặt. Vô hình vô tình hành giả để cho pháp bất thiện che vô tâm mình hồi nào mà không biết. Cái việc hành giả này thầy giải thích là rõ hay mờ thành vấn đề, có chánh niệm hay có chánh niệm mới là quan trọng. Mà vị này sẽ trả lời là không, tôi muốn cái tâm rõ. Thì khi trả lời càng muốn thì tâm càng mù mờ, càng bức xúc bực bội thì tâm sân đang có mặt.
vô tình mình đã để cho pháp thực hiện cái trang vô tâm của mình mà mình không biết. Cái một bài pháp khác nói về tâm dính mắc thì 177. Còn để một xà bông bên ngoài, xà phòng bên ngoài với ý định cho mọi người cùng xả. Vì này là đem để cuộc xà bông thay vì để chỗ nào đó cho riêng mình xài thôi, đem ra để bên ngoài cho tất cả các bạn mình để cùng xài luôn. Mỗi lần cần tới là tâm hướng về cuộc xà phòng của mình mà không để ý. Để khi nào cần xà phòng thì mình lại đó, mình lấy mình xài, không biết mình để đó là tâm nó biết rồi. Mình để cuộc xà phòng chỗ nào tâm mình biết, khi nào mình cần thì mình đi được lại đó xài. Mình không để ý là mình, ý của mình là để cái này ra để cho mọi người cùng xài. Có lần thấy một vị đang dùng thì trong này bứt tóc tâm nói: ủa sao lại xài xà phòng của tôi, bộ không biết xà phòng của người ta hay sao mà xài, mặc dù mình để mà đó mà mình quên à, vì này đó là để mà đó, tôi để mà đó, nhưng mà cứ mỗi lần cần là tôi xài tới đó tôi lấy ra, tâm tôi cứ nghĩ là cái này là của mình. Thì vị kia mà phải xài bên này nó bực bội, nó nói: con quên phức là ý mình đã để ra ngoài cho tất cả các bạn cùng xài. Từ đó con suy nghĩ một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi đến kiến thức hay đến cả thân này. Tu hành mong diệt trừ tham sân si không dễ dàng và đơn giản chút nào. Với một chút một cục xà phòng đó ha, nó tích tối như vậy đó. Huống chi là cái kiến thức của mình còn trả là khi mà ai đụng tới thân mình. Mình nói công câu chúng ta ai đụng tới là mình làm chết cho mình đó, có vậy không? Thân này ô uế rồi vậy đó. Thầy nói bây giờ họ lại học sinh mình lỗ tai chắc không chịu đâu, nó ô uế nó nhấp nhúa mà à, không đáp đáng nhiều gớm quá, nhưng mà tới cái tiền trả lỗ tai cho nhấp cho đau muốn chết ai dám. Điều suy cho là đúng như vậy, ngã sở luôn luôn có mặt, nên tôi vẫn thường dặn đừng coi thường tiền ảo, nó sẽ cười và không ngủ bạn. Đừng nghĩ rằng mình đã hay đã giỏi rồi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ, trí tuệ còn yếu còn non, phải tu nhiều hơn nữa. Thì nó có một cái anh đó, anh đi anh tập thiền bên này, anh người Mỹ à, rồi về anh tập thiền, anh tập khá lắm. Anh này mình là nhạc sĩ nữa, anh là nhạc sĩ mà anh là con của ông giáo sư đại học, anh bỏ hết cái nghề ca hát của anh đó, anh đi tu thiền. Anh tập với thầy, tập giỏi lắm, thầy cũng rất là thích nữa. Anh đi về bên Mỹ á, đi về bên Mỹ rồi cái thầy đi về bên Mỹ, thầy cũng đi về đi hướng dẫn thiền tập, anh mới lại gặp thầy. Thì là anh gặp thầy là anh nói với thầy, bên anh nói với tất cả mọi người là anh nói trí tuệ, nói vậy. Thì thầy kêu anh luôn, anh nói nhiều về trí tuệ, anh phải coi chừng cho con suy của anh. Tâm trí anh còn nhiều cái lắm, chỉ vì trong cái lối nói, cách thức xử lý và cách nhìn, cách nói của mình á, thì không biết là tâm trí nó gian hồn nào, mình khoan nói trí tuệ cái đó. Thầy nhắc anh ra thầy vậy đó, đừng nghĩ rằng mình đã hay, đã giỏi rồi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ, trí tuệ còn yếu, còn non, phải tu nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều hay, nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình và vào những cái tầm thường nhỏ nhặt, chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu niệm thêm nữa. Nếu nghĩ mình đã hay đã giỏi, mình sẽ thỏa mãn, và bây giờ mình không còn muốn tinh tấn tu niệm thêm nữa. Cái này là cái tâm thỏa mãn đã tới rồi, mình chịu, không muốn tu nữa. Nếu mình nghĩ mình đã hay đã giỏi rồi, mình sẽ thỏa mãn và không bao giờ tinh tấn tu thêm. Đây là một bài trình pháp của một vị sư cô ăn chay. Nói với thầy như thế này: hồi trước đến giờ không để ý, bây giờ con mới thấy tâm con rất thích tàu phủ. Thấy món này được dọn ra là tâm suy lấy cho thật nhiều, dù biết rất rõ ràng mình phải lấy vừa đủ để dành phần cho các huynh đệ khác. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên nhà nó đâu có hư ăn như vậy mà sao qua đây lại chạy thế? Bên nhà con đâu có thấy con cứ ăn vậy, không bây giờ con bao này con mới thấy vậy. Trời ơi, mới dọn ra cái tàu hũ là mắt chết sáng rực cả. Thôi ta lại nó bút lấy, ta đặt nhiều. Mà trong thực tế là phải để lại cho bạn bè mà biết như vậy mà không chặn nữa, không chặn cho bạn tham nữa. Có một cái cô kia ở bên Phúc Sơn, cô qua đây cũng vậy. Cô nói mấy cô phụ nữ ngồi ba bốn bàn á,
bốn người, bốn năm người thì nó chưa quen rồi, nhưng mà đại khái là 400 người, ngồi chung bàn vậy. Thì có cái cô nào trong nhà bếp có đem đồ ăn ra, cô đem đồ ăn ra thì cô rớt cái cô đó, rớt rớt hai một hai ba tới cô thứ tư đứng lại, trời ơi cô tức quá là tức, kia chi cho đều, chi cho học nói chung cho hết chúng ta cho một hai ba tới thì mình đứng, thầy thì chưa nói, ta cho bạn cho gì cô tức, người ta cho cái người kia là cái bản của ta, rồi còn đây là sao cũng nữa, mình đang ra nữa, chia thầy dặn thôi mình tức, biết trước rồi ta bạn mình là bạn ta sao tức, là bạn ta còn đem để cho mình cục, trời ơi mình muốn chết luôn, dòm hết cái cục nó câu, mà bên Việt Nam ta cũng lại nó câu, mà nó có ham, trời ơi sao có cái con biết nó câu, nó tức lộn ngược à. Ông ấy thì có tưởng mình không tham ăn, chung cha ở tập một thời gian rồi mới thấy à. Phiền não thì nói phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì mình tu không tu cho nên mình không nhận ra nó thôi. Tại vì vì này nói rằng là ở bên nhà không đâu có bữa ăn như vậy, mà sao qua đây không thấy không bữa ăn có chuyện. Thì chưa nói phiền, đừng có nghĩ là mình không bữa ăn, mình không có phiền não, có phiền não luôn luôn có mặt vì mình không tu mình không nhận ra nó. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món nào, ăn gì cũng xong hết, ăn cho qua ngày bạn mà tu hành thôi. Nhưng mà món ăn là món tội tàn, tu ăn một miếng lộn đau lên đầu. Tức là mình nói mình thôi dễ ăn, dễ lắm, không có sao hết trơn. Nhưng mà mình mà thua người ăn một miếng là chết rồi, mình ăn theo tâm sân, nó nổi lên liền. Có một vị ăn giả cũng bên Việt Nam qua năm mấy năm trước rồi. Cái mà cô này có ăn đồ ăn ở nhà bếp không được, nhất dầu mỡ là sao nó chê nhỡ chê ngon chê dữ lắm. Thì cô nói con bữa đó dọn ra dầu mấy cái món mà dọn lên không thấy món gì đâu, không thấy món cái gì mà ăn được, cái này thì mỡ, cái này thì dầu, cái này thì mặn quá, cái này thì cay quá, cô nói cổ thấy món gì đâu á. Thì cô đứng qua đó trong sách hàng, cô đứng trước chi mà có ăn chút chị dầu. Lúc đó là những năm đó chưa mua thì giàu được, năm này thì cái chắc mua được rồi, hồi đó không có. Cô nói nguyên trong cái đứa sắp hàng, ước chi mà có chút chị giàu, ước chi có chút chị giàu, ước chi có chút chị giàu, mà tới sắp hàng mà ta tới đứng gần rồi mà không biết nữa. Thầy tâm nhau nghĩ biết chị giàu không? Thầy thưa với thầy nói, cái thầy chị giàu biết ăn cái cơm trắng đâu có gì. Thầy nói không phải cái miếng chị giàu đâu, cái tâm dính mắt của cái món chị giàu, cái đó là cái quan trọng. Có một cái bà bên Mỹ đó, mà đi hành thiện với từ này trong cái phát hiện của ngài Phật Thích Thích Ca. Tổ chức cái chỗ đó đẹp, rất là đẹp, nhưng miếng tổ chức không ạ. À. Người nào mà đăng ký mà tới thiền là phải họ coi thử là có tu được không, cho tới thì trong cái nhóm nó có ba người miếng điện, ba bạn miếng điện. Cái bà đi lên trình pháp, chị nghe nó, bà về bà trình tiếng Anh. Bà nói, chỗ này không có chỗ nào mà chê được hết trơn. Chỗ ngồi thiền cũng tốt, chỗ đi kinh hành cũng tốt, chỗ ăn chỗ ngủ cái gì cũng tốt hết trơn, tụi tôi trả một ngày mấy chục đồng đáng giá hết sức. Nhưng mà thưa thầy, tôi có một cái không có cơm, không có cơm chịu không nổi. Và mà cơm là sao, người Mỹ họ thích ăn cơm gạo lứt rau hay là cơm mà không đâu hết. Mà cô này không thích ăn cơm đắt đó, muốn có cơm mà tôi qua cho cơm trắng. Cơm trắng là quay ra là cơm trắng là cô đã con ngồi thiền đó, quay ra nó suốt ngày. Con nói thôi, có được bữa nằm về ăn. Mà trong này, quá xoay. Vì thế, chính mắt cái gì cũng ớn hết trơn ha. Vậy bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì cô này, cô nói sao mà mình thấy mình tham lam quá. Tưởng mình không thích tàu cũ mà bây giờ mình thấy tâm mình tệ quá. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Chấp nhận, duy trì chánh niệm. Đừng có ngăn chặn cái gì hết, có muốn cũng không ngăn được đâu. Bây giờ tâm mình phiền não mà mình muốn chặn sao chặn không được, có ngăn cũng không được đâu. Thì đừng có ngăn cái gì hết, chấp nhận nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Giờ có một bài pháp khác nữa, có một vị cũng trình nữa quý vị. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua, thầy quý các quý vị, chai dầu nhỏ mấy ngàn đồng. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua. Thật ra nó không mất, nó chỉ nằm kẹt trong cái bộ đoàn mà thôi. Tâm tiếc nuối, than thở, cho dù ai có cho chai khác lớn hơn cũng không vui. Ở phần con còn một chai chưa xài,
thế mà tâm vẫn thích cái chai dầu nhỏ và cũ ấy. Cái chai dầu của mấy thằng bả này mất chai dầu tiếc quá thì đừng. Và trong phòng còn chai khác nữa nha. Thưa thầy, con thấy con thua phiền não cách hai lần. Thứ nhất là tiếc vì mất chai dầu, tiếc là vì thua phiền não rồi. Chết thứ hai nữa là buồn vì tâm mình quá chích mắt. Cái này cũng buồn đó nha. Mình buồn với phiền não này, buồn vì tâm con dính mắt. Nhưng mà cái bài pháp này trình lâu lắm rồi quý vị, thành ra không sao. Quý vị có thấy tâm dính mắt mạnh mẽ như thế nào chăng? Thì thầy sư hỏi trở lại, quý vị thấy không? Một chút xây dầu không mà nó một xây dầu không đáng giá gì đâu mà làm tâm mình chấn động khủng khiếp như vậy. Quý vị có thấy tâm dính mắt mạnh mẽ như thế nào và uy lực tác động tới tâm mình như thế nào chăng? Hành giả chỉ việc quan sát tâm này từ bên ngoài như một khách qua đường. Mắt vật không đáng mà tâm còn tiếc nuối như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải tài sản vợ chồng con cái người yêu thì chắc mình chết đi được. Mình suy đoán từ cái chai dầu nhỏ mà cái tâm nó tiếc nuối như vậy, huống chi mà sao mình mất những cái mà lớn hơn được, của cải tài sản là vợ chồng con cái. Thực sự mới sẵn nó mới kể, chắc bài này quý vị có nghe một lần rồi. Tôi nghe được từ bài pháp của ngài thiền sư Huanca, tức là cái thầy mà dạy pháp niệm thọ đó, nói về một bà cụ đến hành thiền ở một trung tâm bên Ấn Độ và bà bị mất chiếc nhẫn. Bà cụ khóc sướt mướt, ai khuyên cũng không nín. Có người đề nghị thôi chịu cụ chịu đi, con bỏ tiền ra mua chiếc mới. Bà cụ không nói, dạ không 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 không. Tại sao như thế? Cụ giải thích đây là chiếc nhẫn cưới đeo từ lúc mới lấy chồng. Nó đơn không phải đơn thuần là chiếc nhẫn vô tri vô giác, nó quá quý giá vì biểu lộ tình thương của ông chồng tôi đối với tôi. Mà bây giờ ông chết rồi thì làm sao đây? Có chiếc nhẫn thứ hai. Dạ, cũng tình cảm ghê chứ hả? Tội nghiệp vậy. Bây giờ mình nói về vấn đề sinh học của tưởng. Bây giờ nói về có một cái bài pháp rất hay nói về tâm hối hối tiếc, tâm hối hận gì. Đáng lẽ là tôi nói lần rồi mà không có gì bây giờ. Thưa thầy, thông thường con có thói quen dậy sớm lên thiền đường tu với các bạn. Một lần dậy trễ tâm rất khổ thẹn, trạng thái này kéo dài hơn nửa ngày. Con có quan sát tâm, con thấy nó lúc mạnh lúc yếu, tức là cái tình trạng cái tâm hối hận lúc mạnh lúc yếu. Nhưng cái tâm này không hoàn toàn biến mất. Buổi sáng sớm thì sáng nào cũng dậy trơn đi lên trên thiền đường á, tu với các bạn, mà bây giờ ngủ dậy trễ, lên trễ rồi, cái tâm nó khó chịu quá, tâm nó khổ thẹn quá. Thì tôi trả lời, ồ đơn giản thôi, làm sao mình lên sớm giờ? Thực sự khi mình nói rằng tâm con khổ thẹn quá thì thầy chỉ trả lời một cách rất là đơn giản thôi, vậy làm sao mình lấy cho đúng rằng vì này tâm biết thừa tiếp, tâm hổ thẹn tiếp tục khởi mạnh vào buổi điểm tâm và buổi trưa, tu dở ẹt như vậy mà những bữa ăn của thí chủ và công phu của mấy người nấu nướng dọn dẹp, những người trong bếp hay người trên trai đường, vì này đừng trách mình tu hành chỉ dở ẹt như vậy mà còn ăn uống của thí chủ. Rồi còn những cái người ở trong tay người đó, người ta làm việc, người ta công quả thì cũng được trong đó, mình gọi là mình không có xứng đáng chút nào. Thì thầy nói, thôi đủ rồi, thôi đủ rồi, hành giả đâu có làm hoài như vậy, lâu lâu mới có một lần thôi phải không? Dạ phải, nhưng mà thưa thầy, sau bữa ăn trưa con đi kinh hành thì tâm khổ thẹn biến mất lúc nào không biết. Như vậy thì vị này nói rằng là khi mà lên buổi sáng, không lên ngồi đúng giờ, các bạn tâm rất là khổ thẹn. Cái tâm khổ thẹn nó kéo dài gần nửa ngày, là khổ thẹn nhất là vào cái bữa ăn. Mình tu hành dễ đẹp gì mà mình ăn uống có thí chủ, mình nhận cái bữa ăn rồi nhận cái công phu mà nấu nướng của những cái người mà dọn dẹp ra được thì khổ thẹn quá. Nhưng mà tới khi mà buổi trưa đã ăn xong rồi đi kinh hành, cái kiểu như tâm khổ thẹn nó biến mất. Thì sư trả lời, đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa. Trong khi đang ăn, tâm nhảy ra chỉ trích tu dở mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, đồ không xứng đáng, vân vân và vân vân. Nói thế để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó quên tu. Đây là một cái phân tích rất hay mà tôi chưa bao giờ thấy. Thì đọc lại từ câu này cái gì? Đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa. Trong khi đang ăn, tâm nhảy ra chỉ trích nói rằng mày tu dở quá mà ăn đồ cúng dường của Phật tử. Nói thế để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó nó sẽ quên. Đây là món đồ mưu mẹo của tâm hà. Khi hết khi hồi khi hối tiếc
hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thèm. Tâm này vô cùng láo phép, nó muốn nói cho biết rằng tôi biết cái gì đúng, cái gì sai, nên là chỉ vì hoàn cảnh không kiểm soát được cho nên mới có cái sự cố nó xảy ra thôi. Thầy nói là khi mà nó nhảy ra nó có chồng, tôi dở ẹt, ăn cũng xứng đáng để ăn của đàn ông chứ. Nói như vậy là cái tâm tham này nó muốn nói cái gì đó để chữa cái thèm, chứ không phải là nó là thật ra là nó là rất là láo phép. Láo phép là sao? Là nó nói cái tâm nó là nó biết cái gì là cái phải làm, mà lâu lâu nó bị gần về đấy, cả bây giờ nó mới khó chịu, nói ào trong này thì mình chữa thèm nó. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đang xảy ra và muốn chứng tỏ rằng tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu. Thì nói một cái chút mà tâm cố chấp như vậy mà quý vị biết bao nhiêu bất thiện tâm ở trong này. Nào là tâm tham, tâm ngã mạn, tâm tự cao đủ xuất hiện ở trong này. Thì tâm ngã mạn thì có tâm sân đi theo nữa. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra, nó muốn chứng tỏ rằng tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu. Trong thực tế hành giả mình đã có xuyên lúc nào hết thì chứng tỏ là mình cũng dậy trễ, mình cũng như tất cả mọi người mà mình đâu có xuyên gì đâu. Nếu xuyên thì sáng nào mình cũng dậy, phải không? Mà lâu lâu mình cũng quên vậy, thì trong thực tế mình cũng xuyên lúc nào hết. Nhưng mà cái tâm tự ngã, cái tâm mặt, cái bản ngã nó nảy ra, nó nói rằng là tôi là luôn luôn bị dỗi là hay. Nếu là người chân thật sẽ ráng dậy sớm hôm sau lên thiền đường tu với mọi người mà không suy nghĩ gì nữa. Nếu mà khi mình làm được một cái chuyện mà lỗi rồi mà cái tâm mình đã chân thật là mình đã làm một cái chuyện không nên làm, nghĩa là mình đáng lẽ là mình phải dậy sớm, mình cũng dậy sớm mà thôi sẵn ngày mai mình sẽ sắp đánh mình dán được cho sớm để mình lên tu với các bạn. Chuyện đã xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế mình đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm biến chứ. Cái tâm cái người chân thật sẽ nghĩ rằng ngày hôm nay mình dậy trễ, thôi ngày mai mình ráng dậy sớm để mình lên thiền đường tu với các bạn. Trong thực tế mình cũng đâu có siêng năng, mình cũng đâu có siêng năng chi, thì lâu lâu mình cũng dậy trễ ngày nay. Đấy, tức là cái tâm tâm chân thật nó phản ứng theo cái khác, chứ không nó có la cái này, nó nói mày là không xứng đáng để ăn đồ của đàn A Tỳ Kheo. Thưa thiền sư, khi tự trách móc hối hận những chuyện sai trái, có phải là cũng đang củng cố bản ngã của mình không? Thiền sư trả lời: tự lừa dối mình cho mình luôn luôn hay giỏi, và đây là một trong một cái trò lừa gạt của phiền não. Có thể nó hay 37 cái. Sư không biết 37 cái nào, nhưng mà thầy nói cái 37 cái luôn. Thiện và ác lẫn lộn với nhau. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, một vị tỳ khưu tốt, giới hạnh trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng và tôn vinh mình. Đó là một dạng của phiền não. Nghĩa là mình gặp ai mình cũng nói tôi là giữ giới trong sạch, tôi phải vậy kia nọ rồi vậy đó. Mình nói với có cái cảm tưởng là mình là người tu trong sạch, thật ra là mình muốn ấn tượng, mình muốn chứng tỏ cho một người biết là mình là người tu trong sạch. Và nói đây là một cái dạng phiền não. Đọc lại phần này nha. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, một vị tỳ khưu tốt, kế hoạch trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng và tôn vinh mình, muốn tạo một ấn tượng nơi người khác có thể thuộc. Bây giờ vì khi mà thầy nói cái điều này là phiền não đó, là mình hối hận là phiền não, thì cái vị này mới thưa tiếp với thầy. Trong kinh có đề cập đến sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, là tham và quý, làm gì sai mình lấy làm hối tiếc là tham, có phải không? Trong trường hợp của con thì con làm sai này, con không dậy sớm, con đi lên thiền đường, con tu tập với bạn, cái chuyện đó là con làm không đúng, con biết làm không đúng, như vậy là tham cái gì nữa? Hổ thẹn mà cái sợ tội lỗi, như vậy tức là hổ thẹn rồi, như vậy là tham, chứ tại sao mà gọi là phiền não? Thì sư mới giải thích: hối hận hối tiếc là tâm dao động. Khi bạn hối hận hối tiếc, tâm bạn rất là dao động. Tham và quý là hai biện pháp nên không thể làm cho chúng ta bức xúc đau khổ được. Tham và quý là hai biện pháp, mà hễ mà đã biện pháp thì tâm không thể nào dao động, tâm không thể nào bức xúc, tâm không thể nào đau khổ. Nếu tàm và quý thì khi nhận ra mình đã làm chuyện sai trái, tâm tư duy rất tích cực và có nhiều năng lượng để trở lại làm cho tốt. Ví dụ như hồi nãy đó, ta thấy mình làm xấu rồi, bây giờ nó tư duy ra cái tích cực, thôi bây giờ mình làm lỡ hay mình năm hôm nay mình để rồi nữa rồi sao hết. Tại sao mình đâu có thật ra là mình đâu có hành giả tốt đâu, mình đâu có tiềm sức xuất sắc đâu, sáng nào mình cũng lên sớm đâu, mình lâu lâu mình cũng trễ vậy, thôi sáng mà mình ra để sớm.
hay là tới Việt Nam mình đừng có trễ nữa. Đó, vậy là cái tư duy tích cực đó. Vàng và quý trên nguyên tắc thường khởi sanh trước khi hành giả làm gì. Hai pháp này sanh lên nhắc rằng chuyện mình sắp làm là bất thiện, đáng hổ thẹn, phải ghê sợ, phải đánh xa. Người ta nói rằng vàng và quý này nó xảy ra trước khi mình bắt đầu muốn làm cái gì. Ví dụ như mình quyết định làm cái gì đó thì trong tâm mình đã nhắc rằng là mình là người tu chẳng hạn, đừng làm như vậy, mình làm như vậy là mình làm cả hại cái đời tu của mình. Chẳng hạn mình đi giao tiếp người này kia, mình nói chuyện hay là mình có những cái thái độ cư xử nào không phải đúng với người tu đó, tâm mình nhắc mình đừng làm vậy, làm vậy là có thể là nó hiểm nguy cho đời xuất gia của mình thì đó. Cái đó gọi là tâm quý, nó xảy ra trước khi cái câu chuyện nó cái tâm hai tâm này nó xảy tới trước khi mà mình làm cái gì. Một khi chuyện đã xảy ra rồi, tâm cảm nghe bức xúc thì không phải là tà và quý nữa. Nếu mà bạn cảm nghe mà nó bức xúc, nó khó chịu, nó dao động quá chậm, nó đó là ác pháp. Dao phải chậm pháp nữa đâu, cái đó là không đúng nữa. Bây giờ nói chuyện tránh né phiền não. Trang 142, cái đọc những cái bài mà chúng ta đã thầy đã trả lời mà khá lâu về trước rồi. Khi phiền não khởi sanh, tâm con xử lý theo ba cách. Thứ nhất là con chạy theo phiền não. Thứ hai là con rút lui hay đè nén phiền não. Thứ ba là con để yên quan sát. Nếu phiền não mạnh quá, con bỏ chạy. Phiền não không mạnh thì con quan sát được, thì hiểu ra là đa phần là do ngã chấp. Khi mà phiền não khởi sanh, tâm con xử lý theo ba cách. Là cái câu mà mình phát ngay. Thứ nhất, chạy theo nó, cách thứ nhất. Thứ hai nữa là rút lui hay đè nén xuống. Đó, ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình thăm, mình thấy đồ ăn ngon chẳng hạn, mình muốn lấy thêm chẳng hạn. Đó, bây giờ mình rút lui, mình chạy theo nó, hoặc giả là mình đè nén xuống. Thôi đừng lấy, làm như là xấu hổ được cái nó, mình chặn nó lại, đè nén. Thứ ba là con để yên quan sát, nếu phiền não mạnh quá thì con sẽ bỏ chạy. Còn mà nếu mà phiền não không mạnh á, mà con quan sát được, thì con hiểu rằng là đa phần là nó do cái sự ngã chấp ra. Thầy trả lời, dĩ nhiên nếu phiền não mạnh mình nên chạy, nhưng nhớ đừng chạy xa, chạy một chút thôi rồi quay lại nhìn. Nếu phiền não giảm bớt thì nhích lại gần gần thêm một chút nữa. Thầy sư nói, chạy thì đừng có chạy xa, mình chạy luôn rồi làm sao mà mình học đây. Thầy ông nói mình chạy một khúc rồi, thì mình liếc cái quay thì nó ở đâu. Rồi mà thấy mà nó bộ dài dài thì mình không tới nữa. Tức là mình rối chuyển cái tâm mình để rồi mình chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui cho đến lúc nào là mình tới gần đó và mình thắng nó. Thế nào là bỏ chạy, tránh đi nơi khác? Ý hành giả thế nào khi dùng chữ bỏ chạy? Khi không thể đối đầu với phiền não, nghĩa là không thể quan sát nó được. Vậy hành giả quan sát cái gì nào? Vì gì thật? Vì vị này trình về vấn đề phiền não và chắc có lẽ cũng đã tập lâu rồi, thật ra thầy muốn hỏi thêm nữa để là coi chữ là hành giả này trả lời như thế nào. Tôi nói này, thế nào là bỏ chạy là tránh đi nơi khác. Ý hành giả thế nào khi dùng chữ bỏ chạy? Khi không thể đối đầu với phiền não, nghĩa là không thể quan sát nó được. Vậy thì bây giờ mình phải quan sát cái gì? Chứ không phải là mình bỏ chạy ngang, phải không? Thì thầy sẽ đặt câu hỏi để mà biết lần sau mình nhớ, để mà mình duy trì trách nhiệm. Thưa thiền sư, lúc bây giờ con sẽ kiếm một chỗ yên tĩnh mát mẻ, có nhiều cây cối nhiều nước, giúp tâm con thư giãn, tránh nhiệm trở lại trong thân và tâm. Nghe câu trả lời là biết thua rồi không? Chạy đi rồi bây giờ kiếm một chỗ cho mát mẻ thoải mái rồi tâm thư giãn, cũng thấy vậy lúc mình chẳng học được cái gì hết trơn rồi. Nhưng mà quý vị nghe trả lời ha, làm như vậy là đặc lắc rồi, đó cũng đúng ha. Tránh né là lựa một đối tượng trung tính trong tâm, trong thân như hơi thở thức chạm, giúp cho tâm lắng xuống. Bây giờ liếc mắt trở lại chứ không nhìn với phiền não. Vì là một câu hỏi trẻ cho nên thầy sư nói, ví dụ như bây giờ có một chàng trai khá bảnh bao đến gần và muốn tán tỉnh cô rất thích nhưng mà không dám nhìn, sợ ái lùi đi. Đây là mình đang người tu mà cái người đó là cũng rất là đẹp trai chẳng hạn, mà tới gần mình, bởi vì hành giả hỏi là cái người khá trẻ cả năm, thầy sư ông chắc không phải vậy. Không phải là bây giờ có một người mình trẻ mà đẹp trai mà tới gần cô mà có cái ý giống như là muốn tán tỉnh mình đó, mà cô sợ cái đám ái lùi đi thì cô tránh, mà bây giờ tránh sao nào? Hành giả nhìn lệch qua một bên để ý vào hơi thở cho tâm yên tĩnh lúc này, nó lộn xộn trong này rồi, bị thấy ta đẹp trai mà, thấy không? Nó dừng dừng sao chẳng nói,
bây giờ để con bên mình để ý hơi thở, mình lấy con bên thôi, mắt mình liếc con bên thôi, mình để ý hơi thở, cho tâm yên. Nhưng mà nhìn trở lại xem coi thử anh chàng này có đẹp trai thật không, người tâm mình phản ứng như thế nào chứ. À, tức là mình nhớ là mình có chạy thủy thì ái nó sanh khởi, là khi mình nhìn đối tượng tâm ái sanh khởi. Bây giờ tâm mình yên rồi, khi tâm mình yên rồi thì mình cũng liếc lại trở lại để mình coi thử. Như vậy là hành giả không hoàn toàn bó buộc chạy đi nơi khác, mà chỉ tránh né một chút thôi rồi quay trở lại kiểm tra tìm xét tiền ảo. Thì quý vị thấy đây là cái cách thực tập cũng khá khó nghe. Thường thường cái phản ứng thông thường của vị hành giả này là cuốn như tất cả mọi người, khi mà tiền ảo mà nó tới rồi tâm mình rất là chấn động, thì thôi mình lo mình tránh đi chỗ khác, tránh mình đi kiếm cái chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ, có nước có sông có mây có cối, rồi mình thở vô thở ra cho nó nhẹ nhàng, nó miệng mỉm cười để cho nó vui vẻ. Rồi bây giờ yên ổn xong rồi mình trở lui, chồng nói mấy cái đó không được. Anh lấy tiền ảo tức là sử dụng một cái đối tượng trung tính, rồi mình hướng tâm vào đó, làm cho tâm nó nhẹ rồi bây giờ mình trở lại, mình quan sát tiền ảo. Mà anh chị em biết là thầy nói cái này là thầy không phải là thầy nói mà thầy dùng lý thuyết trong ngày, mà không phải là từ cái kinh nghiệm mua bán ngoài chợ đó cái gì. Mua bán ngoài chợ nói là tôi nghĩ rằng tôi tập thiền, mà hễ mà tôi ra tôi mua bán nó lại nó phá tôi cái là tôi mất cái niệm, là tôi nổi điên, tôi cũng tự tay đồi, nó làm hoài nó không chấn động quá. Thầy nói bây giờ đó tôi tránh né tiền ảo, nó vô nó la nó chửi tôi á, tôi thấy là bắt đầu nổi xong rồi, còn tôi mới nữa rồi lẹt ra tôi sao, tôi lấy cái ghế mày tôi ngồi xuống đó tôi thư giãn đó, giống như hành giả làm vậy đó, thấy không? Tức là đi kiếm một cái chỗ yên tĩnh để cho tâm dịu xuống, rồi giả câu chuyện cho người khác đi, rồi khi mà tâm yên rồi ra trở lại. Thật thầy nói cái cách như vậy, làm sao thầy nói bây giờ mình không chạy nữa, đứng yên, rồi thầy nói bất cứ một cái gì trước mặt có mà chú tâm hướng vào đó, lúc đó là bỏ phê cho khách hàng đi, không có để ý tới cái người buôn bán với mình nữa, không để ý, không nói cái gì nữa, bỏ phê hướng cái đồng vô trong cái bất thức mặt, thấy chỉ nhìn mới thôi, đánh nhìn cái thấy đó, trong cái tâm khi mà tâm nó yên xuống rồi đó, bây giờ mình hỏi lại hồi nãy làm gì, chẳng nói bắt đầu mình biết cách mình xử lý, rồi thầy nói tới một lúc mà khi mà nó giỏi rồi đó, ngay tại chỗ đó tự nhiên trong khi mà cái người đối diện đó họ đang tấn công mình rất là dữ dội, họ eo chè phạt khách đó, họ muốn cái gì rồi thì mình thấy cảm thấy rất là bực bội, tự nhiên tâm nó đứng lên nhìn bây giờ cái người đó trong này nó nói mình không đổi hắn được đâu, mình đổi hắn không được đâu, chuyển ý tức thì mà không đổi hắn được thì để hắn nói kể với thôi, rồi bây giờ đó mình bán được thì bán được thì thôi làm thế nào. Thầy nói lúc mà ý tuệ nó tới rồi phải hết sức là phải, cái thứ nhất là mình đánh hết đó, thì mình cũng làm những gì mình giả nói, thầy nói thầy cũng đánh rồi đó, ngồi đứng bên ngoài kia thợ chịu nổi chạy ra phía sau kiếm cái ghế mình ngồi đó tâm thoải mái nhẹ nhàng, rồi cũng điều ra cái lại lần thứ hai. Bây giờ tập ra một thời gian khá rồi, không chạy vô nữa, đứng yên lấy một đối tượng nào đó chú tâm vào đó. Vì cái thứ ba đứng yên quan sát, khi mà nó tới nó nói tự nhiên trong này chuyển tâm tích tiền, thấy nó nói nó phải làm rất là dữ tợn, thì trong này nó tâm suy nghĩ tư duy chân tánh bật ra liền, mình không đổi người ta được, với là mình buôn bán người ta bắt mới chìm đang cái cổ của người ta, nó thấy cái tiền ngay tại đó tâm chuyển cái tiền liền. Thì thầy nói rằng là đây là một cái diện tu niệm, chứ không phải mình muốn là làm được đâu. Vì vậy đó là thầy nói như vậy là không phải là từ cái chuyện mình ký sức đâu, mà từ cái thực tế tu niệm của ông ấy. Vì này hỏi tiếp, dạ thưa thầy, nhưng mình khi quay lại rồi thiền đám nó lôi mình đi rồi sao đây? Đã lời hành giả không quay trở lại nhìn thẳng vào đối tượng, mà chỉ dùng trí tuệ kiểm tra trong tiền phiền não mà thôi, mình kiểm tra thôi. Thưa thầy, khi quan sát được thì phiền não mất, con hiểu ra là đau khổ do tâm ngã chấp, tất cả đều bị chi phối theo luật nhân quả, và tâm luôn luôn thay đổi với dòng tư duy trôi chảy không ngừng. Thầy sư trả lời hiểu như vậy đúng, nhưng chưa đủ đâu, hành giả cần tu niệm nhiều thêm để hiểu cho sâu sắc hơn nữa. Một cái câu trình bày mình thấy cũng là hành giả đã có một sự hiểu biết rồi, thầy nói chưa hiểu sâu sắc đâu. Thưa thầy, khi quan sát được thì quan sát được, tức là khi mà phiền não không có mạnh quá mà con quan sát được phiền não, thì phiền não mất và từ đó con hiểu ra là cái đau khổ là do cái tâm ngã chấp, chấp tôi chấp ta đó, tất cả đều bị chi phối theo luật nhân quả và trôi chảy không ngừng. Thì thầy thực sự nói hiểu như vậy đúng, nhưng chưa đủ đâu, cần phải tu niệm nhiều thêm nữa để hiểu sâu sắc nữa. Có thể hành giả suy nghĩ về những gì đã xảy ra hay hiểu như vậy, khi hành giả hiểu sự thực sự thì không có gì để tránh né, có sức gì đâu nên tâm không phiền não gì tránh né làm gì. Tại vì khi mà mình tránh được phiền não, mình quan sát được phiền não,
thì tâm của mình nó bắt đầu nó có cái sự hiểu biết đó, khi mình quan sát được ha, cái câu mà cuối cùng tỉnh táo là nó quan sát được này thì bắt đầu hiểu. Nhưng mà dựa vào trong bài pháp thì thầy nói cái tu niệm thêm nữa là bởi vì sao? Bởi vì mình đã nói lúc đầu mình đã tránh né. Nếu mà người mà thật sự mà có trí tuệ không tránh né, như hồi đại sư lấy ba cái ví dụ của thầy đó, làm sao cũng không bao giờ tránh né, cũng đứng yên. Và lúc đó tự nhiên tâm này niệm và định à, cái niệm và trí tuệ sinh hoạt và tự nhiên đem lại cái sự hiểu biết và cảm thấy không cần phải tránh ai hết rồi. Bởi vì mình còn tránh né do đó mới nói như vậy. Bây giờ có một cái bài cuối cùng là cái bài mà hôm trước thầy nói rằng là tới mùa nhập hạn rồi sao mà thấy hành giả tôi có thấy bề đặc quá thì vị này mới thưa với thầy như này: trong bài thuyết pháp vừa qua sư Trí Dũng có nhắc lại lời thầy, mới đến hành giả nào cũng hăng hái thực tập, giờ đây gần một nửa mùa an cư mà sao bê bết quá, đâm người thêm nhiều rắc rối, đâm người ăn nhiều thì ý nhiều chứ có cái gì tốt đâu. Nghe thế tâm con bất an quá. Vậy anh giảng bắt cơ thiệt với thầy vậy, nghe cái khó chịu quá thì tâm bất an suy tới nghĩ lui, tâm chấp vô lời nói của thầy, lời nói quá nặng nề, cả tôi cả ta trong đó. Anh giảng thì nhận ra như vậy, chấp vào trong lời nói của thầy. Tại sao mà thầy nói những cái gì mà nặng nề như vậy, lại đây mà ăn mà ý không mà vậy đó, bổ ích quá, không có lợi lạc gì đó, cái gì đó. Mà cô xài con ta gần tháng mấy hai tháng rồi, không tới đâu, con tuyến chấp vậy đó. Thì xin trả lời là thiền sư, tôi có bổn phận khuyến khích, nhắc nhở, sách tấn hành giả trong chuyện tu niệm. Tôi không có ý tấn công điều xấu ai cả. Trong bài pháp tôi có nói, tập hết lòng, tập suốt ngày không ngưng nghỉ, không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Tâm chi nó che án, không cho hành giả duy trì chánh niệm liên tục. Tôi cũng cân nhận điều đó mà. Tôi nhắc là quý vị làm sao mà duy trì chánh niệm nó liên tục. Nhưng mà mặt khác tôi cũng hiểu rất là rõ là trong cái khả năng quý vị trí tuệ chưa có nhiều, tâm chi nó rất là lớn, thành ra nó che án mình, không cho mình duy trì chánh niệm. Cái chuyện đó không phải là muốn là được đâu. Đây là lúc tôi cần nhắc tất cả hành giả, nếu bạn thấy mình đã nỗ lực đủ rồi, tu tập hết lòng thì những lời nhắc nhở này không dành cho bạn đâu, cho các vị khác. Nếu tôi nhắc, biết đâu trong số hành giả đây có người cố công và làm được thì phước báo vô cùng, tức là phước cho cá nhân cái vị hành giả là tu tiến, và ông thầy cũng có phước để bị nhắc nhở người ta tiến tu, phước cả hai mặt. Tôi cứ việc nhắc nhở thôi, còn trong khả năng quý vị nào làm được thì làm, mà làm không được thì không sao cả. Và nếu mà quý vị cảm nghe rằng là mình đã có cái sự tu tập đàng hoàng rồi, thôi thì nhắc nhở người khác thôi, không phải nhắc nhở mình. Và vị này thưa với thầy, vậy trong khi nghe pháp tâm có chánh niệm nhưng rất yếu, hay không có chánh niệm vì quá chú tâm vào lời giảng, không chánh niệm cho nên phiền não mới chen vô trong tâm, mới quậy phá tâm con? Vì vị này mới thưa với thầy như vậy là trong khi mà tôi nghe pháp là tôi cũng duy trì chánh niệm được, mà không duy trì chánh niệm được, do đó phiền não quá chú tâm vào trong lời giảng, do đó phiền não mới chen vô. Thì thực sự nói, ồ, cá nhân tôi thì khi nghe pháp, tôi không bao giờ chú quá nhiều vào lời giảng. Tôi duy trì chánh niệm vào cái nghe, rồi lắng nghe tâm đã nhận biết cái gì. Nói cách khác, thấy mình đang nghe, để ý hay lắng nghe những gì tâm nghe được, chứ không lắng nghe ngoài kia. Thì đọc lại nghe. Thấy mình đang nghe, tức là cái nghe nó tới một cách rất là tự nhiên. Chỉ biết mình đang nghe vậy thôi. Để ý hay lắng nghe những gì mình nghe được, chứ không chú tâm lắng nghe ngoài kia. Như vậy là nói tất cả đều ở trong này hết. Tai cho tôi tiếp nhận cái nghe một cách tự nhiên, nó chỉ nghe thôi, nhưng mà tôi sẽ chú ý, tôi sẽ lắng nghe cái nghe đó. Như vậy trong này có hai tầm: một cái là nghe ghi nhận âm thanh tiếng nói đến tai một cách tự nhiên, rồi tâm thứ hai chú ý xem ý nghĩa của những lời này. Thì đây là cái một cái sự thực tập mới làm được, phải không? Sẽ không phải là dễ dàng gì đâu. Theo thầy như vậy là đừng chú tâm tới vào người nói, phải không? Chú tâm vào người nói rất ngoại mệt, hao tổn nhiều năng lượng và tâm của chúng ta không duy trì chánh niệm được. Thưa thầy, khi nghe pháp nếu chú vào lời giảng, con hiểu nội dung bài pháp, nhưng nếu duy trì chánh niệm thì chỉ hiểu 50% thôi. Nếu nghe pháp mà chỉ hiểu một nửa thì không được. Mục đích của việc nghe pháp là muốn hiểu vị đang nói muốn dạy mình điều gì. Khi chỉ hiểu một nửa, hành giả duy trì chánh niệm có lẽ chỉ có hiểu một nửa thôi. Lúc hành giả duy trì chánh niệm là có thể hành giả dùng nhiều sức để chánh niệm, cho nên mới không hiểu hết. Như thường xuyên nói, nếu như mà quý vị làm như tôi này, tức là quý vị lắng nghe, quý vị nghe một cách tự nhiên, quý vị lắng nghe cái nghe của quý vị thì quý vị sẽ hiểu hết rồi.
không thể nào giảm 50% được. Bây giờ hồi nãy cái bài pháp, bây giờ mình nghe tiếp nè. Hành giả hồi nãy, thưa có thưa là lúc nãy khi nghe pháp mà chú quá vào lời giảng mất chánh niệm nên thiền não mới chen vô. Thật ra không đúng hoàn toàn như thế đâu. Vì này nói rằng sơ thầy, con đang ngồi thiền tự nhiên thiền não mới chen vô. Thiền não mới chen vô là tại vì con không duy trì chánh niệm. Thầy nói không phải, không phải tại không duy trì chánh niệm mà thiền não chen vô. Khi bạn duy trì chánh niệm nhưng ý của mình chặt đứt nghe lời pháp thì thiền não cũng nảy ra như vậy. Bạn duy trì chánh niệm đấy nhưng mà tâm của bạn nói rằng ông thiền sư ông đang tấn công mình là tự nhiên cái ý này nảy ra là thiền não phải tới. Chứ không phải bạn duy trì chánh niệm lúc nghe mà thiền não không khởi sanh. Nghe tôi nói rằng các thiền sinh không tu tập hết lòng hành giả bụi nghĩ rồi rồi đó, ông đó là ông đang bắn mình đó, thế là tâm bực bội nó nổi lên ngay. Tức là trong khi các bạn duy trì chánh niệm trong khi nghe không phải không, nhưng mà ý trong này là tà tư duy, cái sự suy nghĩ tà tư duy nó nhảy lên, mà khi mà tà tư duy nó nhảy lên là thiền não nó sẽ lộ ra đó. Thưa thầy, hành giả nói rằng không duy trì chánh niệm được, do đó thiền não chen vô. Bây giờ con muốn hỏi, nếu nghe với chánh niệm và trí tuệ thì sao, thiền não có chảy ra không? Đây là cái câu này là hỏi trên thầy ha. Thầy sẽ trả lời, nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhắc. Đây chỉ là lời nhắn nhủ chung sát tấn tất cả các hành giả nỗ lực, chứ không nhắm vào một cá nhân nào cả, do đó không thể nào có sự khó chịu. Nếu mà bạn có trí tuệ mà nó nằm ngay đó thì trí tuệ nó cái tà tư duy nó khởi là trí tuệ nhắc cái gì nè, cái này là nói nhắc nhở chung thôi chứ không nhắm vào một cá nhân nào hết. Hỏi, nhưng khi nghe pháp hành giả nghe và tâm thấy rõ đối tượng tâm quan sát, đồng thời tưởng cũng sinh hoạt để có những suy nghĩ về khái niệm, thiền sư, thiền sinh và thiền sư, như vậy loại trí tuệ này thì sao? Hành giả nghe pháp có chánh niệm và có trí tuệ. Ông nói rằng nếu mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ nhắc rằng lời dạy này là chỉ lời dạy chung, chứ không phải nhắm một cá nhân nào thì thiền não cũng khởi sanh. Nhưng mà chưa phải chấp nữa, bởi vì trong khi mà ta nghe như vậy thì người ta nhận ra rằng trong này có tục đế, có chân đế. Có tục đế là sao? Là thì ông thiền sư ông nói về cái này cái kia và đồng thời có nghe và đối tượng. Thì đọc lại phần này, khi nghe pháp hành giả nghe tâm thấy rõ đối tượng tâm quan sát, đồng thời có tưởng sinh hoạt, suy nghĩ về khái niệm như thiền sinh, thiền sư nói, sự tu tập vân vân và vân vân, thì nếu mà có trí tuệ như vậy, trí tuệ này có giúp gì không? Bởi vì đây là cái mà thiền sư hay nói này, trong bất cứ kinh nghiệm nào nó cũng có hai cái, một cái là tục đế, một cái là chân đế. Vì vậy sư hỏi, bây giờ nó cũng có trí tuệ này, mà loại trí tuệ này có giúp đỡ gì không? Thì thiền sư trả lời, trí tuệ loại này không giúp gì nhiều được. Tuy nhiên khi hành giả hiểu thực sự lý vô ngã, thấy tất cả kinh nghiệm đều là đối tượng và tâm nhận biết, thì không có ai trong này hết. Đâu có nghĩ là ông thầy thiền sư ông chỉ trích mình, chứ mình biết lớn lên là đang tội tàn đó. Nếu trong khi mà hành giả nghe và thấy đối tượng tâm quan sát, nhưng đối tượng và tâm ghi nhận, đồng thời có cái tưởng nó nói rằng thầy đang nói về cái gì, như vậy trong này là có tục đế và chân đế. Cái loại trí tuệ này không có giúp đỡ gì nhiều. Ngược lại, hành giả tu và hiểu cái lý vô ngã đó là rốt ráo, thì hành giả thấy rõ rằng là ông thầy này ông chỉ nhắc nhở thôi, không có tấn công mình ta, không có ai trong này hết. Đó là người hiểu thật sự đó. Quý vị rõ về hai cái phân biệt, hai cái trường hợp đó ha. Hiểu quý vị? Phải xa thứ đi. Xa.